Hello, Cá Bồ Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Hôm nay em lên một clip giới thiệu đến tất cả quý vị và anh em bộ Bo AM10 Series 4, kèm theo đó là một con Amply Đờ Nông có mã AVR 1801, có chức năng đánh 5.1 tương thích với bộ loa. Mọi nhu cầu giải trí đa phương tiện từ coi phim, nghe nhạc và karaoke thì anh em chỉ cần bổ trợ thêm một cái con vang cơ là chúng ta có thể thỏa thích ca hát. Bộ loa về trong tình trạng nguyên bản, zin đẹp, đầy đủ gồm có cáp, súp và 5 lo vệ tinh. Kèm theo đó có 5 dây từ súp ra 5 lo vệ tinh, đầy đủ cơm lê. Và đặc biệt là bộ loa về trong tình trạng rất đẹp nha anh em, rất đẹp, nguyên zin nguyên bản, và Amply thì trong tình trạng vẫn đẹp. Và đặc biệt là con Amply này sử dụng điện 220V, cho nên là rất là tiện lợi để anh em chúng ta cắm điện nhà ha, cắm điện Việt Nam là ok, chúng ta không cần phải sử dụng biến thế. Rồi bây giờ em sẽ đi vào cái chi tiết của con súp. Thì cái súp AM10 series 1, 2, 3, 4 thì em cũng đã giới thiệu một lần rồi. Và hôm nay em về thêm được một bộ xuất sắc, giới thiệu đến tất cả quý vị và anh em chi tiết từ cái chủ yếu là cái thùng súp ha. Chứ còn 5 loa vệ tinh thì chúng ta cũng đã xem rất nhiều rồi. Về cơ bản thì cái đời Series 4 này nó có một cái center nằm nha anh em. Có một cái center nằm. Thì cái center nằm là nó không có xoay được. Đó quý vị nha. Thì 4 cái loa vệ tinh thì nó xoay đa hướng được, nhưng nó là center thì nó không có xoay được. Đó, cái đời sơ đi 4 này thì nó là cái center nằm. Và center nằm thì nó không có xoay đa hướng ha. Đó. Rồi, và đây là cái center nằm nè anh em. Chắc cũng có một số anh em là biết và cũng một số anh em cũng chưa có được cái cơ hội biết và tìm hiểu ha. Đó. Center nằm thì cái lưới là một cái lưới liền ha. Đó, anh em thấy nè. Đó. Nó vẫn có cái ngấn ha, nhưng mà nó là liền khối nha anh em. Đó, liền khối. Nó là một cái center liền khối đó. Nó vẫn là hai cái củ loa. Nó vẫn là hai cái củ loa giống như cái lò vệ tinh này thôi. Đó, nhưng cái thiết kế của nó là liền khối, không có xoay. Đó, anh em nha. Và đây là cái bộ cáp. Và đây là cái bộ cáp nè. Còn nguyên trong bao luôn ha, chưa có tháo ra luôn, cáp cũng mới tinh. Thì cái bộ cáp này để kết nối giữa súp và âm ly. Cái bộ cáp này là một bộ cáp linh hồn ha, bộ cáp linh hồn, vì cái con súp này mà không có cái bộ cáp này thì coi như là chúng ta không sử dụng được. Đó. Những cái sản phẩm của Bo thì thường thường nó có những cái điểm đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý, đó là cái phần kết nối dây dẫn, kết nối dây dẫn giữa súp và đầu center hay còn gọi là âm ly nè, thì nó phải có cái bộ dây để nó kết nối ha. Không có cái bộ dây này thì cái bộ loa nó trở nên vô dụng, không có sử dụng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần chú thích ở dưới ha. Rồi sau đây mời tất cả quý vị và anh em quan sát cái phần cục súp ha. Anh em thấy là rất là sạch sẽ, rất là mới ha, về trong tình trạng là rất là đẹp luôn, không có dấu hiệu, gần như là không có cái dấu hiệu giống như bị trầy xước ha. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái set, một cái set com lê như thế này thì hôm nay em muốn gửi đến tất cả quý vị. Tại sao là em nói cái đặc biệt ha. Cái con súp này này thưa quý vị, nó đặc biệt ở đây nó sử dụng điện là 220 đến 240 AC và công suất tiêu thụ là 270W. Đó anh em nha. Đây là điều đặc biệt nè. Con Amply cũng hai dòng điện, cũng sử dụng điện 220 và bộ loa cũng sử dụng cái dòng điện là 220. Và đặc biệt là com lê về trong tình trạng là hoàn hảo. Đây là cái điều đặc biệt ha. Hiếm khi mà chúng ta thấy những cái bộ vàng như thế này mà về là trong cái tình trạng gọi là đẹp, xong rồi lại còn sử dụng điện 220, không phải sử dụng biến thế, là một cái điều gọi là hiếm hoi.
hiếm hoi ha, không phải là lúc nào nó cũng có những cái bộ như thế này. Rồi chúng ta quan sát đến cái phần bát ha. Về cấu tạo của bô AM10 thì nó có hai cái lò bát nằm úp gầm đó, anh em thấy nè. Hai quả bát này nó có cái đường kính tầm khoảng 16 ha. Đây, để em lấy cái thứ em đo sơ lược để anh em ngắm luôn ha, đo sơ lược để anh em tham khảo luôn. Đó. Đây. Bát 14 nha anh em. Đó. Hai quả bát 14 gân béo, đó, gân này rất là dày ha, rất là to. Nó không giống như cái gân của cái bộ AM5. Gân của bộ AM5 thì nó nhỏ hơn ha, nó phân nửa cái gân này thôi. Đó. Hai quả bát nằm úp gầm. Và con này là có một bộ cáp, thì cái bộ cáp này là để kết nối nè. Đó, cái bộ cáp này ha. Đó. Thì cái bộ cáp này chúng ta sẽ kết nối vào đây. Đó. Kết nối vào đây. Và cái đầu còn lại chúng ta sẽ kết nối với âm ly. Và năm loa vệ tinh thì chúng ta sẽ cắm vào đây ha. Thì ở đây người ta có hướng dẫn nè. Phone rear center. Đó. Phone là loa phía trước, center là loa nằm giữa, và rear là loa phía sau, hay còn gọi là surround đó. Đó anh em nha. Tình trạng là rất là đẹp ha. Tình trạng phải nói là rất là đẹp luôn. Rồi, một clip sơ lược giới thiệu sản phẩm vừa mới về ha. Vì thời điểm này cũng không còn bao nhiêu ngày nữa chúng ta đón một cái năm mới rồi. Sản phẩm về trong tình trạng là đẹp, nguyên zin, hát tốt, và đặc biệt là sử dụng dòng điện 220V. Giới thiệu đến tất cả quý vị và anh em có nhu cầu tìm kiếm cho mình một bộ giải trí, xem phim và nghe nhạc. Và đặc biệt là con ly này nó có chức năng đánh 5 kênh stereo. 5 kênh stereo thì rất là lợi thế để anh em chúng ta nghe nhạc ha. Đó anh em nha. Nếu có một cái thời gian phù hợp thì em sẽ làm một clip test để chúng ta thử cái bộ loa này với con ly này, khi đánh nó sẽ có cái chất âm ra sao và hiệu ứng nó đạt đến cái mức nào. Rồi, một clip sơ bộ và như vậy để gửi đến tất cả quý vị và anh em ha. Âm ly và bộ loa về trong tình trạng đẹp, nguyên zin. Chỉ duy nhất cái âm ly thì nó không có cái remote thôi. Nhưng bù lại thì súp bô là điện 220 và âm ly cũng điện 220. Đó. Đây là một cái ưu điểm, một cái đặc điểm gọi là đặc biệt của cái bộ combo này. Tiện lợi để anh em chúng ta không phải cùng dùng biến thế, chúng ta chỉ cần cắm vào điện nhà là chúng ta sử dụng thôi. Đó, và loa rất là đẹp nha, rất là đẹp. Và bộ này thì em cũng đã test sơ lược rồi. Thì trước khi lên kênh giới thiệu tất cả quý vị là em đã test sơ lược thì chất âm rất là hay ha. Bass đánh rất uy lực. Rồi, một clip ngắn gọn giới thiệu sản phẩm vừa mới về, gửi đến tất cả quý vị và anh em có nhu cầu tìm kiếm hãy liên hệ trực tiếp với Cao Bằng Nguyễn Audio qua số điện thoại 090 782 7899 và địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đó anh em ha. Và âm ly thì vẫn trong tình trạng còn đẹp ha. Mọi chức năng hoạt động tốt ha. Rồi, sơ lược thì giới thiệu đến tất cả quý vị và như vậy. Và giá của cái bộ này thì em cho sơ lược để anh em nắm luôn ha. Dưới 20 nha anh em, dưới 20. Dưới 20 và trên trên 10 ha. Nó tầm khoảng giữa, anh em hãy liên hệ với em để chúng ta có những cái giao dịch nhanh chóng thành công. Cảm ơn tất cả quý vị và anh em. Thank you. Bye bye.